Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Với mức hỗ trợ khoảng 2% một năm, phía các doanh nghiệp đang mong chờ gói hỗ trợ này sẽ sớm được triển khai. Doanh nghiệp này đang làm đại lý thuế cho hơn 200 doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Khách hàng của công ty đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Sau 2 năm 2020-2021, dịch bệnh hoành hành, nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp đều cạn kiệt. Trong khi lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại dao động từ 9 đến 10% một năm. Nếu được hỗ trợ dành lãi suất 2% sẽ giúp họ có thêm nguồn tài chính để khôi phục kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi phục. 97% là doanh nghiệp nhỏ rồi, nhỏ và siêu nhỏ rồi. Thật ra là họ co cầm lại, thật ra là cái việc mà tiền cái nguồn tiền của họ bây giờ là họ gần như là họ cũng cạn kiệt. Hỗ trợ lãi suất 2% thì đây là cái khoản hỗ trợ mà nó trực tiếp nó đi vào cái doanh nghiệp mà đang vận hành, với những người mà đang vay vốn để đầu tư, những người đang có cái dư nợ ngân hàng là những người mà đã tổn thương lớn nhất. Theo Nghị định số 31, hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là những ngành nghề được hỗ trợ lãi suất 2% với điều kiện được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác. Trước hết là đáp ứng cho những cái nhu cầu vốn cho phục hồi nền kinh tế, cho những cái nhu cầu vốn của các doanh nghiệp sau khi khó khăn bởi dịch. Thế và tình hình dịch đến nay thì cũng đã có thể nói cũng đã giảm bớt rất nhiều. Thế và các doanh nghiệp cũng đang khôi phục cái rất tích cực. Thế và người dân cũng đang trở lại cuộc sống bình thường và có những cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì thế cho nên nhu cầu vốn lúc này tăng khá cao. Nhiều chuyên gia đánh giá gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm là sự kết hợp linh hoạt của chính sách tài khoá và tiền tệ. Khoản cấp bù lãi suất tương ứng khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách sẽ được cho vay thông qua các ngân hàng thương mại cổ phần. Điều này sẽ giúp đông đảo doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này hơn. Một, đó chính là góp phần để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận được tín dụng. Thứ hai là cũng góp phần thực hiện cái chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam chúng ta, trong đó có cấu phần về phục hồi doanh nghiệp khoảng 110.000 tỷ là được triển khai thành công. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 4 năm 2022, tín dụng trên địa bàn đạt 205.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 3% so với cuối năm 2021. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi kinh tế là khá lớn. Gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng sẽ có tác dụng lan tỏa tích cực. Hiện các ngân hàng thương mại đang chờ hướng dẫn chính thức từ Ngân hàng Nhà nước để có thể nhanh chóng triển khai tới đúng đối tượng.